Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình góp nhận tốc căn RIR rau 2 nha tất cả các bạn. Rau 1 nó đã về, một tốc căn này đã lên sàn chất swap các bạn. Rồi để tham gia chương trình hôm nay các bạn đi phần link mô tả mở Telegram các bạn start sẽ chat cho bot các bạn. Lên sàn chất swap nhưng giá khá là thấp nha các bạn nên mình không có hướng dẫn các bạn swap các bạn. Rồi các bạn bấm son này góp nữa các bạn. Dùng 1 mình đã nhận được 100 tốc căn các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join lên nhóm chat trên. Rồi vì mình đã các bạn dùng một các bạn join rồi thì dùng hai các bạn chỉ cần kiểm tra thôi các bạn. Vì mình đã join rồi các bạn. Rồi các bạn follow theo nè. Lý sàn giá khá là thấp luôn các bạn. Cho các bạn swap qua bên Tedit các bạn. Rồi các bạn việc like và tweet lên thôi các bạn. Các bạn cứ để đó đi các bạn. Sau này sau cũng chả muộn các bạn. Rồi. Phan này qua tweet nó không có gì riêng ta. Phan các bạn chạy xíu các bạn. Rồi các bạn theo dõi các bạn mất reply đi các bạn. Các bạn việc nhấp đi tên các bạn. Giá của nó trên sàn là 30 tôi cần các bạn bấm don các bạn. Bằng 15 đô. Nhưng thật ra không có gì các bạn gỡ đường lên Butterfly Tour mình các bạn. Các bạn mở trang trader của mình ra nè. Rồi các bạn nhấp vào ba dấu gạch nè. Nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba dấu gạch trên đầu nè. Các bạn nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Rồi các bạn chờ mình nè. Rồi nhấp vào một chia sẻ nè các bạn. Sao chép nhau khai với tạm tất. Đây mình cố gắng khắc phục lại cái máy của mình các bạn ơi. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ đưa địa chỉ với cho link của mình ra copy địa chỉ TC20 các bạn. Con này đấy đúng mình cho link nghe này các bạn. Rồi các bạn chạy xíu ngay tất cả các bạn này các bạn. Dùng một mình đã về được 100 tôi cần này các bạn. Tôi cần BK47 này cũng đã list sàn chất quá luôn, giá khá thấp nha các bạn. Các bạn mình đã về được 100 tốc càng là bạn. Mình qua bên chất quá. Các bạn chờ chút xíu các bạn, đây mình kiểm tra các bạn. Các bạn tốc càng rồi nó cho các bạn sẽ quá qua nhiều rồi tôi cần các bạn. Ví dụ như là TRX, BTC này nó đủ thứ các kiểu các bạn. Nữa các bạn việc nhấp vào đây nè. Rồi các bạn bấm mát nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây bấm swap bắt nhập mật khẩu với chỗ link của mình qua thì nó sẽ swap qua cho tất cả các bạn đồng Tedit nha các bạn. Vì giá khá thấp nên mình không có swap các bạn, không có hướng dẫn các bạn được. Rồi các bạn bắt up lại đi. À, rồi vậy xíu rồi. Rồi các bạn copy địa chỉ với chỗ link của mình nha các bạn. Các bạn bấm vào reset nè, các bạn copy địa chỉ này nè. Rồi các bạn bắt up lên bot. Máy mình qua tin nhắn nhiều quá nên nó hơi bị đứng máy các bạn. Rồi bạn dán vào. Nhưng mà mình không, nếu mình chặn thì thông tin mình không có cập nhật được các bạn. Rồi bạn gửi cho bot. Những dán thế này thì thấy giá khá là thấp nên các bạn cũng làm chơi thôi các bạn. Bấm don. Rồi bấm reset nha các bạn. Rồi bạn lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân được những thứ cần về video mình. Đây kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.